Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án đến từ Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một án mạng vô cùng thảm khốc, khi hung thủ đã sát hại nạn nhân với 56 nhát dao, khiến thi thể gần như nát bấy. Và nhân viên của nhà hàng tang lễ cũng không thể khâu hết được những thương tích này trước khi hỏa táng. Một sự việc kinh hoàng như thế đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian rất dài. Và không dài dòng thêm nữa, mời các bạn cùng nghe câu chuyện này. Khoảng 5 giờ 20 phút sáng, một người phụ nữ họ Vương và con gái của bà vừa mới thức dậy, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng như thường ngày, thì có những tiếng gõ cửa rất khẽ và dè dặt vang lên. Không nghĩ có ai tới tìm mình lúc sáng sớm như vậy, nhưng người phụ nữ trung niên này vẫn tiến lại mở cửa. Trước mặt bà Vương, trong ánh sáng mờ nhạt của đèn hành lang, pha trộn với ánh sáng mặt trời yếu ớt của buổi sáng sớm hắt vào, một đứa bé gái mặt mũi tái nhợt, tóc tai rối bù, mặc bộ đồ ngủ dính đầy máu đứng trước mặt. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như hình ảnh trong một bộ phim kinh dị. Sau vài giây sợ điếng người, bà Vương nhận ra đứa trẻ hàng xóm và vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó, nhanh chóng chạy về căn hộ nơi bé gái sống. Theo những vết chân loang lổ máu của đứa trẻ dẫn vào căn phòng ngủ của hai mẹ con, bà Vương kinh hoàng khi nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm 33 tuổi nằm trên sàn phòng ngủ. Bộ quần áo ngủ của nạn nhân được nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu, với những vết thương lớn chi chít trên người. Người phụ nữ này vội vàng chạy về nhà để gọi điện thoại báo cảnh sát và đồng thời báo cho gia đình nạn nhân sống ở tòa nhà bên cạnh. Gần 6 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2020, cảnh sát thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên có mặt ở tầng 16 của tòa nhà khu dân cư Nam Sung. Tình hình khá hỗn loạn, rất đông người dân trong khu vực hiếu kỳ đứng ở ngoài hành lang căn hộ bàn tán về sự việc. Thậm chí, sự tò mò khiến họ vội vàng tới đây khi chưa cả kịp thay đồ ngủ. Khi cảnh sát tiến vào trong nhà, ngay cửa phòng ngủ, một người phụ nữ trung niên đang khóc lóc thảm thiết bên thi thể. Bé gái khoảng 7 đến 8 tuổi, quần áo đầy máu ngồi thẫn thờ, co ro ở góc phòng, và một người đàn ông trung niên, dầu dĩ, ngồi gục đầu bên cạnh. Hiện trường rất nhiều máu, loang ra một khoảng lớn trên sàn, và những dấu chân máu của đứa trẻ càng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Không ai có thể nghĩ rằng một vụ án mạng thương tâm như vậy lại xảy ra ngay tại khu dân cư đông đúc thế này. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa và điều tra, họ đưa gia đình của nạn nhân rời khỏi hiện trường ám ảnh này. Sau khi lấy thông tin, họ biết tên của người chết là Cố Thúy Phương, vừa bước sang tuổi 33. Cô là một người mẹ đơn thân đã ly dị và sống ở khu dân cư này với cô con gái 8 tuổi tên là Linh Linh. Người phụ nữ trung niên đang khóc lóc thảm thiết trong đám đông là mẹ ruột của nạn nhân. Khi nhận được thông tin con gái chết thảm, hai vợ chồng bà vội vàng tới hiện trường và đã bị sốc nặng khi nhìn thấy cơ thể của con gái với những vết thương khủng khiếp. Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân Cố Thúy Phương tử vong với 56 vết dao trên người, nhiều vết thương rất lớn, thấu xương và khắp cơ thể, gần như không còn chỗ nào còn lành lặn. Có những vết thương chí mạng, thấu tim phổi và nội tạng của nạn nhân, bị tràn ra ngoài khi lật người nạn nhân lại để di chuyển về nơi khám nghiệm pháp y. Tình trạng thi thể vô cùng thê thảm, khiến những người làm lâu năm trong ngành pháp y cũng cảm thấy rùng mình với mức độ ra tay tàn nhẫn của hung thủ. Điều đáng sợ hơn nữa là Linh Linh, con gái của người vừa bị sát hại, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô bé tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình, Cố Thúy Phương, bị hung thủ sát hại dã man và nằm hấp hối trên vũng máu. Điều này đã để lại một chấn thương tâm lý nghiêm trọng đối với đứa trẻ này. Cô bé liên tục lắc đầu run rẩy và không trả lời khi cảnh sát hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Một nữ cảnh sát được bố trí để chăm sóc và động viên tâm lý cho đứa trẻ. Mãi cho đến chiều cùng ngày, bé gái mới dần lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu kể với nữ cảnh sát. Chú đó giết mẹ cháu. Khi hắn đạp cửa phòng ngủ, hai mẹ con cháu đang ngủ. Chú đó giết mẹ cháu. Kẻ mà Linh Linh nhắc tới là ai? Mối quan hệ của hắn ta với Cố Thúy Phương như thế nào? Giữa họ có mối hận thù sâu sắc gì đến mức hắn giết người phụ nữ này dã man như vậy? Thậm chí, ngay trước mắt cô con gái chưa tròn 8 tuổi. Tất cả những bi kịch này đều bắt nguồn từ một vướng mắc tình cảm chết người. Đó là một mối quan hệ lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Qua lời kể của những người hàng xóm xung quanh, Cố Thúy Phương, khi đó 33 tuổi, là một phụ nữ độc thân đã ly hôn. Sau khi ly hôn, cô được quyền nuôi con và cô sống một mình với con gái Linh Linh. Cô có một cửa hàng làm móng ở trung tâm mua sắm Vương Phủ Tinh. Cửa hàng nằm trong khu kinh doanh sầm uất nên việc kinh doanh cũng thuận lợi.
Hơn nữa, Thúy Phương lại là một người phụ nữ hoạt ngôn, rất chịu khó học hỏi những phương pháp vẽ móng thời thượng nhất. Nên sau một thời gian, thì việc làm ăn rất phát đạt và thu nhập của Thúy Phương cũng rất tốt. Dù là mẹ đơn thân, chỉ có một mình, nhưng cô Thúy Phương vẫn luôn cố gắng hết sức để cân bằng giữa công việc và chăm lo cho con gái. Hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống một cuộc sống yên bình như thế. Nếu như không có một ngày, một cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra đã thay đổi tất cả, khởi đầu cho bi kịch cuộc đời của cô Thúy Phương. Vào cuối năm 2018, cô Thúy Phương gặp Cửu Giang tại một buổi tiệc với bạn bè. Mặc dù cô Thúy Phương đã từng sinh con, nhưng cô vì làm việc trong môi trường làm đẹp nên Thúy Phương rất biết cách chăm sóc bản thân. Cô trông không khác gì thiếu nữ ngoài 20 bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Vì vậy tại bữa tiệc, Cửu Giang đã bị cô Thúy Phương thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và nhân cơ hội này, hắn đã tiếp cận và hỏi thăm thông tin liên lạc của cô Thúy Phương. Sau đó, Cửu Giang đã cố gắng hết sức để theo đuổi cô Thúy Phương. Thỉnh thoảng, anh ta đặt một nhà hàng sang trọng và rủ Thúy Phương ra ngoài ăn tối. Đôi khi, anh ta ôm một bó hoa hồng lớn và đợi ở cửa tiệm làm móng nơi Thúy Phương đang làm việc. Cửu Giang còn chủ động đưa đón Thúy Phương đi làm bất kể mưa hay nắng. Anh ta còn tỏ ra rất yêu quý Linh Linh. Khi đến chơi, thường mua quà cho đứa trẻ. Có lẽ do độc thân quá lâu, một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn khao khát một mái ấm, một bờ vai để nương tựa. Hoặc có thể Thúy Phương bị ấn tượng bởi những hành động ngọt ngào của Cửu Giang nên đã chấp nhận sự theo đuổi của anh ta và hai người đã chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, một tháng sau, Thúy Phương vô tình biết được từ một người bạn rằng Cửu Giang đã kết hôn và có hai con. Anh ta vẫn đang sống hạnh phúc với vợ con ở nhà, chứ không hề độc thân như hắn nói. Biết rằng Cửu Giang đã lừa dối, khiến mình vô tình trở thành tiểu tam, Thúy Phương ngay lập tức chia tay và nói rằng cô không muốn dây dưa thêm với hắn. Nhưng Cửu Giang không đồng ý chia tay, anh ta đến cửa hàng nơi cô làm việc và quỳ gối cầu xin Thúy Phương tha thứ, vừa khóc lóc vừa tự tát vào mặt mình, nói chỉ vì quá yêu cô. Hắn ta khóc và thề với cô Thúy Phương rằng nhất định sẽ ly hôn với vợ và lấy Thúy Phương để sau này hai người có thể ở bên nhau một cách công khai và hợp pháp. Cô Thúy Phương luôn là một người mềm yếu và tốt bụng. Lúc này cũng có lẽ là có một chút mù quáng và cả tin. Hơn nữa, Cửu Giang khi đó là một người đàn ông mà Thúy Phương yêu. Cô ấy thực sự có tình cảm với anh ta. Vậy nên, khi nhìn thấy Cửu Giang khóc lóc, thề thốt như thế, cô ấy đã mềm lòng tha thứ cho hắn. Và cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ lén lút của mình. Họ hẹn hò bí mật trong một năm. Mãi đến tháng 7 năm 2019, khi Cửu Giang ly hôn vợ, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cha mẹ của cô Thúy Phương không tán thành mối quan hệ này. Theo quan điểm của họ, Cửu Giang đã ngoài 30 và không có nổi một công việc chính thức. Điều này có nghĩa là người đàn ông này sống không có trách nhiệm, không có chí tiến thủ. Nhưng mặc cho cha mẹ ngăn cản, thì cô Thúy Phương cảm thấy rằng chỉ cần Cửu Giang đối xử tốt với Thúy Phương và con gái của cô ấy là đủ. Còn không có công việc thì có thể từ từ tìm. Chưa kể thu nhập từ cửa hàng làm móng hiện tại của Thúy Phương cũng đủ để trang trải thoải mái cho cuộc sống. Thêm nữa, việc Cửu Giang đã ly hôn với vợ vì Thúy Phương cũng đủ để biểu thị thành ý của anh ta. Vậy nên, cô Thúy Phương đương nhiên không để tâm đến những gì cha mẹ cô ấy nói, mà vẫn một lòng một dạ với Cửu Giang. Tuy nhiên, yêu đương lén lút thì màu hồng vậy. Nhưng tới khi có nhiều thời gian bên nhau cả ngày, thì không mất quá lâu để Thúy Phương phát hiện ra Cửu Giang đúng là một người không đáng tin cậy như những gì cha mẹ cô đã nói. Hắn ta nhiều lần mượn tiền của cô để đánh bài trực tuyến, chưa kể còn tụ tập cờ bạc với bạn bè xấu. Nhiều lần Cửu Giang hứa với Thúy Phương sẽ sớm kiếm tiền trả lại, nhưng chỉ là hứa suông, tiền bạc mà hắn mượn Thúy Phương vẫn một đi không trở lại. Cô Thúy Phương đã vài lần giúp Cửu Giang trả nợ thẻ tín dụng và đã nhiều lần cố gắng thuyết phục anh ta tìm việc làm cho đỡ rảnh rỗi, không lại sa đà với đám bạn xấu. Nhưng Cửu Giang chỉ hứa sẽ thay đổi, nhưng thực tế thì vẫn thế. Sau 3 lần trả nợ thẻ tín dụng, Thúy Phương đã chán ngấy và đến một hôm, khi Cửu Giang lại mượn tiền của cô Thúy Phương, tất nhiên là hắn không nói với cô ấy là mượn tiền để chơi bài, mà vẫn mượn lý do rằng có công việc cần lo cho bố mẹ ở quê. Nhưng Thúy Phương thì còn lạ gì cái văn của Cửu Giang nữa, vì cô đã quá hiểu anh ta sau bao nhiêu lần vay mượn. Cô Thúy Phương từ chối, nói không có tiền, nhưng Cửu Giang thô bạo đẩy cô ta vào góc tường, nhanh chóng giật lấy chiếc ví trên tay Thúy Phương rồi vội vã rời đi. Lúc này thì Thúy Phương cuối cùng cũng đã thấy rõ được bản chất của người đàn ông mà mình từng có ý định gắn bó lâu dài, nên vô cùng thất vọng. Cửu Giang đã như một con đỉa hút máu mỗi ngày, giờ còn cư xử thô bạo, kiểu ăn cướp như thế này
thì thực sự đối với bất cứ người phụ nữ nào cũng là quá sức chịu đựng. Điều này khiến cô Thúy Phương quyết định từ bỏ mối quan hệ tình cảm với Cửu Giang và cô không muốn dính líu anh ta nữa. Tuy nhiên, Cửu Giang không có ý định buông tha cho cây ATM di động mà hắn ta đang có. Kể từ đó, bất cứ nơi nào cô Thúy Phương đến, Cửu Giang đều xuất hiện ở đó, quấy rối cô ấy bằng đủ các loại hành vi để ép cho Thúy Phương phải quay lại với anh ta. Và không chỉ riêng Thúy Phương, những người tiếp xúc với cô khi đó, như những người bán hàng, bạn bè và hàng xóm của cô ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Có một người phụ nữ trung niên hàng xóm từng nói với Thúy Phương về việc bạn trai cũ của cô đang cố gắng tán tỉnh và sàm sỡ con gái của bà mỗi lần hắn tới rình mò ở tầng 16 khu dân cư. Những việc như thế khiến Thúy Phương cảm thấy mệt mỏi và stress nặng nề. Có một lần nửa đêm, Cửu Giang đến nhà Thúy Phương. Hắn tháo bóng đèn ngoài hành lang và liên tục gõ cửa. Thúy Phương từ trong nhà, bật điện bên ngoài hành lang không được, không nhìn thấy ai, cũng không dám ra ngoài. Thúy Phương cũng đoán được người gây ra những việc này là Cửu Giang, nhưng cô chỉ âm thầm chịu đựng. Vài ngày sau đó, Cửu Giang lại đến cửa hàng làm móng của Thúy Phương để đòi tiền cô. Vì hiểu tính của anh ta, Thúy Phương cũng không muốn gây ồn ào, phiền phức cho những khách hàng đang ở cửa hàng khi đó, nên cô đã nhẫn nhịn, rút ra 2.500 nhân dân tệ, đưa cho Cửu Giang để anh ta rời đi. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, Cửu Giang thậm chí còn đi theo cha mẹ và con gái của Thúy Phương. Hắn lén chụp ảnh họ rồi gửi đến cố Thúy Phương để đe dọa. Điều này khiến Thúy Phương bị trầm cảm và cô không còn cách nào khác là phải gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Ngay khi cảnh sát đến, Cửu Giang tỏ ra rất tử tế. Hắn ta cư xử rất nhã nhặn và hứa rằng sẽ không bao giờ tái phạm, nên chỉ bị nhắc nhở và phạt hành chính. Nhưng ngay sau khi cảnh sát rời đi, Cửu Giang tiếp tục quấy rầy Thúy Phương hết lần này đến lần khác. Một lần khác, dù chia tay đã lâu nhưng Cửu Giang lại trắng trợn hỏi vay cô Thúy Phương 20.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Thúy Phương bức xúc trước hàng loạt hành vi vô liêm sỉ và côn đồ của Cửu Giang, nhưng không còn cách nào khác đành phải chuyển 20.000 tệ cho Cửu Giang và yêu cầu rằng sau khi nhận số tiền này thì hãy tránh xa cô và những người thân của cô. Cửu Giang đồng ý, tuy nhiên sau khi nhận được tiền và để cho Thúy Phương yên ổn chưa đầy một tuần thì hắn lại xuất hiện. Cửu Giang theo sát Thúy Phương như hình với bóng, hành vi của hắn ta càng ngày càng trở nên điên cuồng. 2 ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô Thúy Phương đứng ở căn hộ của cô trên tầng 16. Cô lại nhìn thấy Cửu Giang lang thang ở trong khu dân cư, nên vội vã kéo con gái vào nhà và đóng cửa lại. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội. Cô sợ Cửu Giang đột nhập vào nhà, nên đã vội gọi cảnh sát giúp đỡ. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã bắt được Cửu Giang. Lúc này, hắn ta mang theo hung khí là một con dao găm. Nhưng ngay sau khi cảnh sát chuẩn bị đưa Cửu Giang về đồn, cô Thúy Phương lại mềm lòng và cô bày tỏ sẵn sàng hòa giải, miễn là Cửu Giang hứa sẽ không tiếp tục hành vi quấy rối trong tương lai. Và một lần nữa, Cửu Giang lại tỏ ra hối hận và tử tế thừa nhận sai lầm của mình. Thêm nữa là Thúy Phương đã chấp nhận hòa giải. Vậy nên cảnh sát xử lý bằng cách phê bình và giáo dục bằng lời nói và sau đó để anh ta đi. Tới chỗ này, thấy sai quá là sai rồi các bạn. Với một kẻ mà hứa lên hứa xuống, không biết bao nhiêu lần như Cửu Giang, hứa từ lúc còn yêu nhau tới khi chia tay, hứa nhận 20.000 tệ thì sẽ không quấy rầy Thúy Phương nữa, mà rồi thì đâu vẫn vào đấy. Vậy mà thực sự không hiểu Thúy Phương mong chờ gì vào việc nếu tha cho hắn rời đi thì hắn không tiếp tục hành vi quấy rối trong tương lai. Trong khi thậm chí lần này hắn đã nâng mức độ nguy hiểm lên một bậc là mang theo hung khí. Và thế là 2 ngày sau bi kịch xảy ra, Cửu Giang nhận ra rằng dù cố gắng đến đâu, từ van xin khóc lóc cho tới ép buộc bạo lực thì cô Thúy Phương vẫn không muốn quay lại với anh ta. Trong khi anh ta lại nghĩ rằng vì Thúy Phương mà anh ta ly hôn, bỏ rơi vợ con, cuối cùng không còn gì cả. Hiện tại còn đang nợ rất nhiều do cờ bạc không thể trả được. Tình yêu và gia đình cũng không thể cứu vãn, mọi thứ đều bế tắc. Trong cơn cúng quẫn thì kẻ điên tình này đã đổ lỗi mọi thứ cho Thúy Phương và muốn cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vì đã hủy hoại cuộc đời của hắn. Vào lúc 7 giờ tối năm 2020, Cửu Giang đã bí mật giấu 2 con dao, một dao găm và một dao làm bếp mà hắn ta mua trước đó, rồi hắn lẻn vào khu chung cư nơi cố Thúy Phương sống. Sau đó, hắn lặng lẽ ngồi trên nóc tòa nhà chung cư chờ đợi cơ hội ra tay. Và khoảng 8 giờ tối, Cửu Giang đứng trên nóc tòa chung cư và nhìn thấy 2 mẹ con cố Thúy Phương đi qua cổng khu dân cư. Lúc này, Thúy Phương không biết rằng có một đôi mắt ác độc
đang nhìn chằm chằm vào cô, và cuộc sống của cô đã bước vào thời gian đếm ngược từng giờ. Thúy Phương vào nhà, khóa cửa như thường lệ và cùng con gái đi ngủ. Khoảng hơn 9 giờ tối, Linh Linh và mẹ chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bật lửa và tiếng bước chân ngoài hành lang. Thúy Phương đoán có người đang ở ngoài hút thuốc và lo lắng lại nghĩ tới Cửu Giang. Khi đó, Linh Linh thấy mẹ bất an, cô bé cũng hỏi Thúy Phương rằng liệu có phải kẻ đó lại tới nhà không? Hai mẹ con kiểm tra tất cả các phòng, không thấy có gì bất thường. Sau đó Thúy Phương đóng tất cả các cửa sổ trong nhà, khóa cửa phòng ngủ và dùng một chiếc ghế đầu để chống vào cửa, rồi hai mẹ con đi ngủ. Và khoảng 5 giờ sáng, Cửu Giang mở cửa bên ngoài bằng chiếc chìa khóa mà đã bí mật lấy được của Thúy Phương và làm giả lại. Nhưng khi anh ta mở cửa phòng ngủ và phát hiện cửa đã khóa từ phía trong, Cửu Giang tức giận, đạp liên tiếp thật mạnh để phá cửa. Tiếng động lớn đánh thức cô Thúy Phương và con gái ngay lập tức. Không đầy một phút sau, khi hai mẹ con Thúy Phương còn đang ôm nhau sợ hãi, thì Cửu Giang lao vào. Linh Linh hoảng sợ, nắm lấy tay mẹ mình. Thúy Phương vô cùng sợ hãi trước hành vi của Cửu Giang. Cô nói, anh đang làm gì vậy? Anh mau ra ngoài. Trước khi Thúy Phương kịp nói dứt câu, Cửu Giang đã dùng con dao làm bếp và chém điên cuồng vào người cô. Linh Linh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hãi trước mắt, liền hét lên với Cửu Giang với giọng run run, không được phép làm hại mẹ cháu. Cửu Giang quay sang với ánh mắt nhìn đe dọa và giơ dao về phía cô bé, rồi hắn tiếp tục chém xuống cơ thể Thúy Phương. Sau chừng gần 10 phút, hắn với tay cầm lấy điện thoại di động của Thúy Phương và rời đi. Lúc này, Thúy Phương bị đâm nhiều nhát vào người, đã gục trên vũng máu. Linh Linh run rẩy, nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng đóng sập cửa. Phải mất một vài phút, cô bé mới trấn tĩnh lại. Linh Linh gọi mẹ nhiều lần, không thấy phản hồi, nên cô bé đã đi lấy nước để lau mặt cho mẹ, như cái cách mà mẹ vẫn đánh thức cô mỗi sáng, nhưng vẫn không thấy mẹ tỉnh dậy. Linh Linh muốn gọi cho ông bà, nhưng điện thoại của mẹ cũng đã bị lấy mất. Cô bé rón rén đi lại phía cánh cửa, can đảm mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Xác định hành lang không có ai, cô bé chạy vội sang nhà hàng xóm gõ cửa, như đoạn đầu câu chuyện mình đã kể. Thi thể của Thúy Phương bị những thương tích nặng nề đến nỗi người thân của cô hy vọng rằng nhà tang lễ có thể giúp khâu thi thể trước khi hỏa táng. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được là vết thương quá lớn và rách quá sâu, thấu vào xương nên không thể khâu hết được. Nên sau đó, ngoài quần áo niệm thì họ chỉ có thể đội thêm cho cô ấy một cái mũ để cố định tóc và da đầu. Thúy Phương chết một cách khủng khiếp như vậy đã khiến gia đình cô cảm thấy vô cùng xót xa. Ngoài ra, cô con gái nhỏ Linh Linh 8 tuổi đã chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ mình bị sát hại dã man, khiến cô bé bị tổn thương tâm lý nặng nề. Vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2020, cảnh sát đã bắt được Cửu Giang đang lẩn trốn cách nơi gây án 70 km, và Cửu Giang đã nhanh chóng thú nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói là trong suốt 6 tháng cho tới phiên xét xử, gia đình của Cửu Giang không hề gửi một lời xin lỗi nào tới gia đình Thúy Phương. Và chỉ một ngày trước phiên tòa diễn ra, chị gái của Cửu Giang đã đến gặp cha mẹ của nạn nhân, đề nghị bồi thường 60.000 nhân dân tệ để hòa giải và tha thứ cho hành vi của em trai cô ta. Nhưng gia đình của Thúy Phương không chấp nhận. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Sung công bố bản án sơ thẩm, Cửu Giang bị kết án về tội cố ý giết người, gây gổ và gây rối, bị kết án tử hình, tước bỏ các quyền chính trị suốt đời và phải bồi thường hơn 760.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân. Cửu Giang cuối cùng cũng phải nhận hình phạt xứng đáng, mặc dù đã đòi lại công lý cho cô Thúy Phương, nhưng những nỗi đau đối với gia đình của nạn nhân vẫn không thể xóa nhòa. Đặc biệt tội nghiệp nhất là Linh Linh. Sau nỗi đau mất mẹ và ký ức án mạng kinh hoàng, cô bé đã bị chấn thương tâm lý nặng nề. Dù đã được đưa đi điều trị, nhưng cô bé vẫn không thể thoát khỏi bóng đen tâm lý. Buổi tối đi ngủ, cô bé không dám tắt đèn, không dám đóng cửa khi vào phòng vệ sinh. Ông bà ngoại của cô bé kể rằng Linh Linh thường khóc một cách vô thức khi ngủ vào ban đêm. Thành tích học tập của cô bé bị sa sút nghiêm trọng và thường xuyên uể oải, lơ đãng trong lớp. Linh Linh vốn là một đứa trẻ hướng ngoại, nhưng bây giờ cô bé chỉ nói vài câu trong mỗi ngày và phần lớn thời gian cô bé tỏ ra buồn bã, im lặng. Cơn ác mộng mà Cửu Giang gây ra đã hủy hoại tuổi thơ của cô bé. Hy vọng sau này, bằng tình yêu thương của mọi người và thời gian có thể giúp Linh Linh vượt qua được ám ảnh tâm lý đó.
Vâng, thưa các bạn, về sự việc này thì mạng xã hội Trung Quốc cũng đã có một số tranh luận khi đó. Phần lớn thì phẫn nộ với hung thủ. Vấn đề này thì nó quá rõ ràng. Cửu Giang là một tên phế vật hoàn toàn rồi, không lo làm ăn mà cờ bạc, chỉ biết lấy tiền của phụ nữ đi tiêu xài. Thêm nữa, hắn lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Bản thân mình thì đi ngoại tình. Rõ ràng là ban đầu, hắn vì yêu thích vẻ đẹp của Thúy Phương mà lừa gạt cô, rồi bỏ vợ để sống với Thúy Phương. Nhưng rồi vì cờ bạc, lúc nào cũng lấy tiền của Thúy Phương đi tiêu xài, khiến người phụ nữ này không thể chịu nổi hơn được nữa, thì lại cho rằng vì Thúy Phương mà hắn mất hết tất cả mọi thứ và mang tâm lý thù hằn. Trong khi hắn không biết rằng chính cách sống và lối tư duy của hắn mới là thứ khiến cuộc sống của hắn trở nên tồi tệ. Loại người này có thể được coi là mắc chứng psychopath. Họ có biểu hiện của việc thiếu cảm xúc, không biết cảm thông, không biết suy nghĩ cho người khác, và họ sống rất thiếu trách nhiệm. Nếu xét về vẻ bề ngoài, người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường không có biểu hiện gì, thậm chí là một người hấp dẫn và quyến rũ. Tuy nhiên bên trong, họ thiếu đi sự thấu cảm, tính cách tự cao tự đại và có những hành vi chống đối xã hội. Một số dân cư mạng Trung Quốc lại cho rằng lỗi cũng một phần từ Thúy Phương khi cô ấy từ lúc vô tình trở thành tiểu tam. Đúng ra nên cương quyết chấm dứt sớm mọi thứ ở ngay thời điểm đó, khi Cửu Giang vẫn còn gia đình, vẫn còn nơi để quay về và mọi thứ còn chưa quá sâu đậm, thì có lẽ hắn đã không điên cuồng như vậy. Nhưng từ lúc vô tình làm tiểu tam thì Thúy Phương lại lén lút. Lúc này là cố ý trở thành tiểu tam trong gần một năm, cho tới khi Cửu Giang ly hôn với vợ. Đây cũng là một sai lầm của Thúy Phương, và vì lại yêu phải một kẻ có nhân cách lệch lạc, điên cuồng như Cửu Giang, đã khiến cô ấy phải trả một cái giá rất đắt, không chỉ với bản thân mình, mà còn là nỗi đau đối với cả gia đình cô, và chấn thương tâm lý khó lành cho đứa con gái bé bỏng Linh Linh. Trong cuộc sống của chúng ta, cũng có những người có tính cách kiểu này, chỉ là nặng, nhẹ, ở mức độ khác nhau. Điển hình là bất cứ một thất bại gì, họ sẽ tìm cách đổ lỗi cho khách quan trước, không bao giờ nhìn nhận vào bản thân mình có sai lầm gì, cần thay đổi những gì. Với những người như thế, chúng ta không nên thân thiết, đặc biệt là không nên đặt mối quan hệ yêu đương. Có nhiều bạn trẻ có tư duy, tình yêu có thể thay đổi một người, nhưng trên thực tế, phần lớn là không thể. Thậm chí không kéo được người ta ra khỏi vũng bùn, mà người ta còn kéo mình xuống vũng bùn luôn đó các bạn. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.